Em là Lê Uyên Nhi, từng là học viên của trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam khóa 7. Và hôm nay là ngày khai giảng của khóa 8 cũng như là lễ tốt nghiệp của em. Em thấy là nó đều giống như năm ngoái, là em đều được đi summer tour. Nhưng mà chỉ có điểm khác nhau là năm ngoái thì là em là tân sinh viên mới vào trường, thì cảm giác hồi hộp, nó vui mà nó lo lắng, bởi vì mình chưa quen ai, rồi là mình phải làm quen như thế nào, rồi mình sẽ ở trong này là mình sẽ sống ra làm sao. Và đây là sau một năm thì hiện tại cảm xúc của em là cảm thấy nó nhanh quá, có một chút hơi tiếc nuối ở đây, bởi vì thực sự là mới sống rồi là làm quen với các bạn mới có được 10 tháng, thì một thời gian mà tưởng chừng là nó rất là lâu nhưng mà thực sự là em cảm thấy là nó nhanh quá. Em cảm thấy là bản thân em được tự tin hơn rất là nhiều, để em được học rất là nhiều kiến thức thực tiễn để áp dụng vào cái công việc hiện tại của em. Và em cảm thấy rằng là em biết cách chung sống hơn, rồi là biết yêu thương những bạn bè, rồi là cả bố mẹ, rồi những người xung quanh của mình hơn. Buổi tọa đàm mà em nhớ nhất ấy, thì là cô Đường, tổng giám đốc của tập đoàn máy tính Minh Châu Computer ấy. Thì cái hồi ý lúc mà trước khi mà kết thúc cái buổi tọa đàm đấy thì cô Đường có tặng cho mỗi người trong học viên bọn em là được một tài khoản ChatGPT riêng, là ý là trường bùng nổ luôn chị ạ. Hiện tại công việc của em là cũng là làm sale, nhưng mà chủ yếu là em nghiêng về cái phần chăm sóc khách hàng. Thì em làm cái này là em phải học về cái thức chuyên môn nhiều hơn, nhưng mà ở cái lĩnh vực này thì em vẫn sẽ được áp dụng nhiều hơn, bởi vì em đã từng học ở trường, em cũng học từng chuyên ngành sale, em học cách chốt sale này, và cách tư vấn hỗ trợ khách hàng làm sao mà để cho khách hàng tin tưởng hơn, và làm nào để mà mình gọi là có một cách gì mà đẩy nhanh cái mình về KPI nhanh nhất có thể. Em sẽ cố gắng phấn đấu làm việc ở cái vị trí hiện tại là đang là nhân viên sale. Thì em đang cảm thấy là nếu như mà thực sự là sau một khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa mà em thấy là em thực sự là mình có thể gọi là đồng hành với phòng khám lâu dài trong thời gian nữa, thì em vẫn sẽ đồng hành và em vẫn đi lên và lên trước dần là trưởng team rồi là trưởng phòng. Còn nếu như mà em cảm thấy là mình đã gọi là có đã đủ công hiến thì khi đấy em sẽ rời đi và em sẽ đi làm các doanh nghiệp khác lớn nhỏ khác nhau. Đầu tiên thì em phải cảm ơn bố mẹ em đã, bởi vì nhờ có bố mẹ em thì em mới được vào đây học và được có được như ngày hôm nay. Thì tiếp theo là em có một chút lời cảm ơn nho nhỏ đến với nhà trường và đã giúp cho em có được nhiều mối quan hệ hơn này, rồi cho em được nhiều bài học hơn, rồi là nhiều kiến thức hơn, và để em có được một con người như ngày hôm nay.